chào quý vị khán giả Tân Dương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Thanh Trương đến với Trần Thanh Trương rồi nhờ. Hôm nay thì Thanh Trương với lại Hồ Bích Trâm đang có mặt tại nhà của chị Thanh Thánh Thiện. Hôm qua thì là chúng ta đã đi đến nhà hàng để ăn đám cưới rồi. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái thủ tục đó chính là đây, tem phù thế và tem cái gì tem, trời ơi, cái người làm rể là anh Thịnh, làm cô dâu là chị Thanh, mà anh làm gì anh hồi hộp mà nói sai vậy. Tem trời ơi, mua Phật tem. English nó hơi kém xíu. Anh có bao giờ anh đi bông quả chưa? Một số lần, ví dụ như bông cho anh Vinh Châu một lần. Trời ơi, em nghe với anh ngày hôm nay mình vô mình khám phá thử là cái bàn lễ gia tiên của nhà chị Thanh, là từ cái cổng vô tới bên trong thì chị Thanh đã chuẩn bị những cái gì nó dư, những cái gì nó thiếu. Đúng rồi đó, bây giờ thiếu đủ gì thì không, nhưng mà mình cứ vô mình khám phá thôi nha. Đầu tiên đây thưa quý vị, đây là một cái cổng hoa rất là đẹp, nhưng mà một cái điểm trừ đó chính là không có ai ủi cho cô dâu cả, tội nghiệp cô dâu quá. Bây giờ chị có bàn ủi hơi nước không? Không, bàn ủi hơi cho em. Em ủi cho. Có, mày ủi hơi nước. Rồi ok, một hồi quay xong clip của anh Trương em sẽ ra, em quay clip em ủi nha, em sẽ ủi hơi cho chị nha. Tại vì cái này là để một hồi nó lên hình, nó rất là hỏng nha. Rồi ra đi vô. Rồi. Đây, mấy bạn để cho cô dâu chúng tôi đi. Để ra nhà trai qua rồi. Rồi đó mình sẽ trưng bày ly đồ nước ra. Tháo này hơi nhỏ. Bánh này không được tháo nhỏ, bánh không mới nổi được. Đây nè, tháo nè. Mà phải đủ 9 khẩu pháo này bắn như pháo thành công rồi bắn 9 cái. Trời ơi. Nhảy lên bên đây. Trời ơi. Trời ơi, áo dài vậy đâu mà nó nổi nhất trên quận luôn á trời. Rồi. Anh làm gì đâu mà giờ còn vậy? À dài thì mới cho người ta thấy là cái độ chịu chơi của nhà mình. Nhưng mà nó bị rườm rà lắm đi không? Mấy cái này là anh phải cột lại cho nó ngắn, xế cho nó đẹp. Không, mình không được cột. Cái này là mình mới xòe ra. Ôi dài, mọi người coi nè. Ai đòi để cái ghế nó dài còn ngọn vậy đâu? Đây, mình bị đẹp như vậy để người ta. Cái này lúc cái ghế như vậy này, người ta mới không nhìn thấy ở dưới này. Còn không thì mình sẽ quấn lên bớt cho nó gọn. Quấn ai lại? Quấn lên bớt thì nó dối lắm. Đẹp mà. Đó, đẹp đúng không quý vị? Không có đẹp. Gọn nữa. Ai mà để đâu mà lùm rồi này. Cho mình nhìn cái bàn này đó. Cái khăn che bàn là lúc nào nó cũng tút tụt ở dưới luôn. Nó che không thấy cái gì thì ghế được quay vậy. Cái buộc lên thì... Đẹp mà, gọn nữa. Ủa chú dây có mình dây là dài vậy? Nó gọn. Thôi để là ai để xe xe nó cứng đẹp. Lượng thượng quá à. Anh Trương làm cái này là từ anh Trương một điểm. Anh Trương một điểm rồi. Đây. Để trên bàn để một bình bông thôi. Đặt một bình bông. Không. Sao để hai bình. Đó. Thế có đầu có đuôi chứ, hai bình hai bên đầu bàn này. Để dày che hết cơ mặt của mình đối diện rồi. Để đầu che. Để dày người ta mới chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp lộng lẫy của nhà họ gái nhà mình chứ. Tại thôi giờ nếu để giờ thì phải để sát vào đây. Để hai hoặc cái nào. Để vậy là không có cân, mình phải để cho đây này, đó. Để là gì được mà. Đúng rồi. Để cho ngoài là nãy quá. Đúng không cô? Để vậy được đúng không? Đó thì chưa thấy cô, lời cô đã phát thì không còn cô nữa. Còn ai cãi được hết á. Cô đã phát rồi. Không chơi với cô nữa. Cô không biết bên con. Chứ để ra ngoài thì nó kỳ quá. Dạ. Rồi, mấy chai nước này là Hồ Bích Trâm xếp ra đây đúng không? Em. Trời ơi, xếp người ta mới xếp bên đây này, đó. Đúng rồi, xếp cái tem cho nó thấy. Đó, đúng rồi, đúng không mà. Đúng. Mình mới ủa, xếp bên đây nè. Ủa gì kỳ vậy, sao xếp tem này đi cho quay vô trong rồi người ta thấy gì nữa. Đây, đây, thì mình quay bên đây cho bạn bên kia thấy. Đúng không mà. Đó, đâu có, má xây cái lễ vô quay đi ra kìa ông. Quay đứa đang quay đã. Đúng. Cái tem, cái chữ lễ vô quay nó sẽ nằm ngoài đúng không má. Lễ vô quay á.
nắng ngoài nè. Đúng rồi má, má nhìn con này, con đi dài cái này là tốt anh, lắm này. Anh đâu anh sai rồi, nơi cái lễ vui mới quay ra ngoài. Nhưng mà mình để ở đây cho người bên kia người ta thấy. Người bên kia họ tự thấy cái lễ vui quay của họ. Nhưng mà nhìn anh đừng cái phá nữa anh ơi. Không. Nói chung là Hồ Bích Trâm chưa cưới nè, chưa biết mấy cái này. Nhưng mà Hồ Bích Trâm xếp như vậy là đúng rồi đúng không quý vị? Cái chữ lễ du quy nó phải quay ra ngoài. Mình dán cái chữ lễ du quy của Kim Thanh và Hoàng Thịnh làm gì? Mà mình quay vô trong. Thì mình quay đây cho bên kia đối diện thấy. Không, mình quay ra ngoài. Để chụp hình thì đó người ta thấy. Đúng không? Cô mời cô vô đây làm trọng tài giùm con. Lễ đi cô à, mình còn 2 tiếng nữa là mình làm lễ mà cô à. Đây còn đúng rồi cả. Đẹp lắm rồi cô á. Thôi vô đây. Chị của chị, xin chị. Dạ em lỡ chị cô rồi, thôi chị nói đi, là mình phải quay cái chữ lễ vô quy ra ngoài, đúng không? Hay là quay vô trong? Vâng. Quay gì thì ý là quay gì gặp trước mặt, quay đó là không có thấy. Đúng rồi. Không thấy, mà quay cái gì thì ta thấy cái người ta thấy đi chưa? Không chăm đi chưa? Ý là cái gì đó. Là... Nhưng mà chụp hình người ta chụp hai bên như vậy, người ta chỉ thấy cái người ta chỉ thấy cái này thôi, đúng không? Cái này là chủ yếu để ra cho chụp hình, người ta có chụp thì người ta bằng thấy cái này. Nếu mà để vậy thì mình mới để mé mé đây đó. Đó đó, ai cũng thấy nè, ai cũng thấy là một nửa nè. Không quá buồn rồi đó chị với nào vậy hả? Này làm chưa làm vậy là chưa đến lúc đó là để cho người ta quay thấy cái chữ này, thấy cái chữ này này đi quay qua thì mới thấy. Dạ. Để như chị thì người cái chồng chỉ thấy cái mẹ chấm chắc thôi chứ không thấy cái chữ. Đúng rồi. Cảm ơn nha con, đã thấu hiểu được lời của em nói. Đó, bây giờ là mình chỉ còn việc chờ cô giáo chú rể, nói chung là mọi thứ đã hoàn thiện rồi quý vị. Ở dưới quê cũng đơn giản, trời ơi quý vị coi anh Trương nè. Dán cái bao nhiêu mà cũng để cho rớt xuống đất nữa. Đây không phải là do Trương mà do cái tường đã quá lâu năm rồi. Nó không cần cái độ dính của nó nữa. Thì anh dán nhiều băng keo lên chứ. Ủa mà sao Hồ Bích Trâm gắn cái gì mà bên đây trắng bên đây lại có cái vàng là sao? Cái này anh dán bên đi hỏi em. Ủa lúc đầu gắn màu trắng hết mà. Thậm chí Trương còn ra để mấy cái đàn này. À đó, một cái bị bể. À, cái này là điểm nhấn, hiểu không? Trả liên quan. Đây thưa quý vị, anh Trương nói mình là phải quay cái chữ kia vô mà cuối cùng bây giờ cái này không quay ra nè. Đây. Đó, để lại là ăn thấy ha. Để thân dưới được rồi cô. Để thân dưới được rồi cô. Sở lên nó làm kịp lên lạnh sao cô? Lạnh mà để dưới đi. Đó. Anh Trương còn set up bộ loa ở đây đâu quý khán giả. Chỉ cần đến cái là nhà cũng đây. Đây nữa này quý khán giả. Đó, siêu nó cắm đèn. Tại vì ba của chị Thanh là nhạc công nên là để gần đây là xíu là vừa mới vào cái là ba chị Thanh đang chào mừng các cô anh chị các bác đã đến với gia đình nhà chúng tôi đó. Cái dàn loa này là anh Trường đã set up ở đây. Mọi người ơi, cái không gian nhà chị Thanh đẹp chưa ạ? Ở đây cũng sắp xếp thêm 2-3 cái bàn nữa ạ. Nói chung là công tác chuẩn bị nó vui lắm quý anh nhỉ, như ngày 30 Tết này mình nhà sắm sửa nhà. Anh giận anh rồi. Sao giận? Anh cứ ganh đua thắng đua với em. Đâu? Quay ổng đây nhà anh. Nhưng mà đúng mà, mình cũng chỉ muốn làm sao cho cái lễ cưới nó đẹp nhất thôi. Là anh bưng bỏ rồi dây lịch đâu, rồi tới cái nơi đâu, rồi cái cây móc lên đâu? Có chứ. Sao đây lấy cho đeo đẹp không? Ok rồi. Qua đây em nặng cho, cứ như một chỗ đi đi đâu. Đây quý anh nhạc, hôm qua thì Thanh Trương có đi tiệc cưới mà Thanh Trương quên. Thưa quý vị, hôm qua Thanh Trương á là bọn một bộ đồ rất là đơn giản để đi ra đám cưới. Còn ngày hôm nay đi buôn quả thì Thanh Trương phải đi mua hẳn một bộ đồ áo sơ mi quần tây mới mua luôn. Không, thực ra là đồ Thanh Trương có nhưng mà thì Thanh không dặn. Hôm qua Thanh Trương không có nghĩ được là mình mặc như vậy là quý vị khán giả sẽ phản ứng. Ủa anh thấy bình thường mà. Thì ai trong dịp cưới ai cũng khen đẹp mà. Ai cũng khen đẹp lần lần lần. Ồ cái này như như chú rể đó nhỉ. Đây. Không có nhân địch đó. Không. Chứ
nhưng anh Trương còn áo sơ mi nhiều lắm, vì ra bình thường anh Trương cũng mặc áo sơ mi mà. Đây, cảm ơn Hồ Bích Trâm. Chị coi Facebook hai đứa, YouTube hai đứa, thấy thấy giản xếp quá trời luôn, xếp hài đôi đấy, thiệt quá trời. Trời ơi. Là hôm nay là hai đứa em sao này, tính sao? Nay ai biết chị tính sao nếu mà chị làm duyên, làm dáng, làm mai, làm mối cho em thì... Anh Trương, anh Đen, nhỏ em của chị Thanh. Con bé nó mới 17 tuổi. Mẹ Nguyễn Thị bé mẹ. Mẹ con bé đó chị. Sorry mẹ bé Suri, hồi nữa mình tìm bé Suri chơi cho mọi người coi nha. Hôm qua về nó cái rồi có bé Suri về đế luôn, đẹp quá. Không có vậy nè. Ở đâu có gì đâu, đó quý khán giả giờ chung mặt lên. Ai có gì khán giả đâu, qua đây qua đây. Lỗ một cái lỗ này nè, kỳ quá. Lỗ một cái lỗ này. Cắt bớt mỡ ơi. Cắt bớt thịt. Từ lúc làm anh Thương nha, biếu là anh Thương nha. Biếu cho anh luôn. Nhưng mà từ cái ngày anh Trương đi làm với anh Thương, thấy anh Trương đẹp trai ra nha. Các chú không phải là anh Trương ăn mặc xòe xòa như vậy đấy. Hôm nay đẹp trai không? Hôm qua em đôi giày không? Thấy đẹp trai không ạ? Trời ơi, hôm qua bận một cái áo thun đơn giản nhưng mà nó là của Gia Rà. Một cái quần đơn giản nhưng mà nó của Gia Rà. Cái đôi giày giọt đen hả? Giọt đần á. À giọt đần, giọt đen, trời tâm nó là giọt đen. Giọt đần, mọi người biết bao nhiêu tiền cái đôi giày đó không? 20 mấy triệu, mang đôi giày 20 mấy triệu. Không có đâu, dạ, dạ, cái đó có 1 triệu mấy thôi à. Người ta tặng cho ổng đôi giày 20 mấy triệu. Đâu có đâu. Khán giả hâm mộ tặng cho anh Trương đôi giày 20 mấy triệu. Chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Bà nói vậy đó, không có đâu. Đôi đó có 1 triệu mà Trương mua ở mấy cái đồ second hand không à. Ông mua đôi giày mang lại. Cho nên ra được giá rẻ, cái đôi đó đúng là 20 mấy triệu đó. Nhưng mà không phải anh Trương mua đâu quý vị. Thế vậy? Anh dạ một đôi này mới đúng là 20 mấy triệu là quý nha. Nổ nữa. Nghĩ cho đánh nổ đó. À quý khán giả, chùm nổ sẽ bắt sóng vào ngày 24 tháng 4 nha quý khán giả. Dạ cái lúc mà lại luôn này mới đeo có đẹp được. À không biết quý khán giả có ai ship lên Trương với Hồng Trâm. Ủa sao cứng như ta thì có thở không? Nhưng mà phải gắn lại đeo làm đẹp. Rồi bây giờ anh xoay vòng đây nè. Xoay vòng. Ghê không? Thái độ liền. X-Men, đàn ông, đi thường. Thì gớm quá. Không đi. Trời hôm nay này này cưới chị mà chị có kinh nghiệm. Chị không có kinh nghiệm mà chắc tụi em có kinh nghiệm hả? Nhiều khi tụi em đi phim á, tụi em đóng những cái vai mà được rước dâu rồi, tụi em biết làm lễ hướng dẫn chị đi. Nhất bái tiên địa, dị bái cao đường. Phu tê giả bái. Đưa vào đồng phòng. Đi đưa vào động phòng ngày mai re 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 cái bé luôn. Anh giống quá à. Động phòng cho có bé liền. Chị một hồi nữa chị đứng im đó, chị chỉ việc nhận bàn thôi. Chị không cần làm bất gì hết mà. Cái điều quan trọng là chị phải nở nụ cười trên môi, không được khóc. Thứ hai, đó là ai biết chị làm gì. Ai biết mừng thấy bà luôn á. Mừng thấy bà. Ai biết chị làm gì thì làm đó, người lớn người ta sẽ đứng đó, người ta nói là rồi hai đứa con là bái, một là bái là chị sẽ bái. Hai đứa con tắp nhang là chị sẽ tắp nhang. Rót rượu mời ba mẹ là ba chị mẹ sẽ rót rượu. Có người chỉ đạo cho mình hết, chị yên tâm. Đúng không? Không lo gì hết. Còn về bưng quả, cái đó là để bọn em. Đúng rồi, bưng quả để tụi em. Mà nhớ nha, chị chuẩn bị cái tiền phong bì bỏ cho bưng quả chưa? Không, không chuẩn bị. Trời ơi, đây là thiếu sốt gia đình mình, thiếu sốt rồi. Bưng quả người ta là bưng quả cho mình, người ta mất cái duyên, là chị phải bỏ vô phong bì để bèo bèo là mỗi người 1 triệu. Đúng không? Để rồi vớt lại cái duyên bỏ vô phong bì. Chị nếu mà chị thuê cái đội bưng quả ở ngoài á tiền 100 ngàn thôi, nhưng mà đội bưng quả là diễn viên, diễn viên, ca sĩ. À, hôm qua chị đăng bao là chị báo là ở Trương ơi mai bưng quả chị thôi quên mang đồ rồi đó, em ra cái tiệm shop thời trang gần nhất mua bộ đồ hết mấy trăm ngàn. À, chị theo. Đúng không? Chị bỏ 1 triệu lại để chi, coi như là trả lại tiền xăng cho diễn viên. Bỏ lại 1 triệu đi cái giá ơi, đám cưới này thiệt á. Sáu người bưng quả là 6 triệu. Cưới hôm qua là có 180 triệu hả?
hồi tối cho hồi tối cho công khai luôn rồi, lời khánh thiện là có 180 triệu à, hôm nay bưng quả đưa cho mỗi bạn 1 triệu đó. Dạ đúng rồi, không nhà trai 6 bạn 6 triệu, nhà gái 6 triệu nữa là 12 triệu chị. Cái đó là cái lọc chị bỏ ra cho người ta, chứ không người ta mất cái duyên giống như em nè. Ủa nếu mà đã lọc rồi thì 1.000 cũng là lọc mà, cũng là tiền. Dạ không, lọc tụi em thường lấy 1 triệu mà chị không lấy 1.000 nha. Rồi mình làm lại cái kia nè anh. 2, 3. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, u lê gia bái đi, đi vô cổng. Xin chào quý vị khán giả. Nãy giờ là mấy chị em giỡn nhau vui cho có không khí xíu nữa chị Thanh chị nói vậy thôi, một hồi bà nào mà khóc á là tôi nói tôi lắm rồi. Không có khóc, trời ơi cả 10 chờ đợi cả 10 năm nay rồi, cũng gần mà cũng gần, tưởng đâu là ế luôn rồi, mừng quá trời mừng mà khóc cái gì, biết mà lấy chồng sớm mà sướng gì á, là ha lấy rồi, lấy sớm rồi, biết mà lấy chồng mà cho được nhiều vàng, nhận được nhiều vàng vậy, biết lấy sớm rồi đúng không chị? Đúng rồi. Rồi xin chào khán giả của Thanh Chương. Xin chào khán giả.